Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tư vấn trực tuyến Y học Việt Đức với chủ đề Phục hồi chức năng cho người bệnh thoái hóa khớp vai. Chương trình do Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện được phát sóng vào lúc 15 giờ thứ tư trên fanpage ở địa chỉ facebook.com/bvvietduc và trên kênh YouTube ở địa chỉ youtube.com/bệnhvienvietduc1906. Chương trình sẽ được phát lại trên các kênh truyền thông của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Quý khán giả có thể đặt câu hỏi bằng cách comment trên fanpage hoặc gọi điện đến tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 1902. Trân trọng cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam MSB đã đồng hành và tài trợ cho chương trình. Một bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia, bệnh viện chuyên khoa sâu tuyến cuối của cả nước, hơn 110 năm hình thành và phát triển với sứ mệnh là bệnh viện hạt nhân đầu ngành về ngoại khoa, là một hành trình đầy tự hào về những người thầy thuốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vươn mình lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ điều trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học, xứng đáng với niềm tin của nhân dân, xứng đáng là đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nơi đây từng gắn bó với nhiều danh nhân y học làm rạng danh cho nền y học nước nhà, đặc biệt là ngành ngoại khoa như giáo sư Hồ Đắc Di, giáo sư viện sĩ Tôn Thất Tùng, giáo sư Nguyễn Trinh Cơ, giáo sư Hoàng Đình Cầu, giáo sư Đặng Hanh Đệ, phó giáo sư viện sĩ Tôn Thất Bách. Đây cũng là cái nôi để hình thành nhiều bệnh viện chuyên khoa của ngành y tế Việt Nam. Cho đến nay, bệnh viện có đội ngũ chuyên môn đông đảo, được đào tạo rất cơ bản, trong đó có nhiều bác sĩ tu nghiệp ở nhiều nước trên thế giới và có tay nghề giỏi, với 76 giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2, hơn 200 thạc sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa 1, với đôi bàn tay tài hoa và khối óc tuyệt vời đã mang lại sự hồi sinh cho nhiều ca bệnh khó. Bên cạnh đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn sâu, bệnh viện còn có hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng bộ đã giúp cho công tác chẩn đoán và điều trị đạt hiệu quả cao cho người bệnh. Hệ thống phòng xét nghiệm tiên tiến, đây là một trong những labo đạt các tiêu chuẩn về chất lượng, đã trở thành labo tham chiếu trong nước và khu vực. Các kết quả xét nghiệm ở đây có thể sử dụng tại các bệnh viện trong cả nước. Nhiều xét nghiệm mới, xét nghiệm kỹ thuật cao, theo dõi bệnh nhân ghép tạng, bệnh nhân có bệnh lý về tiêu hóa, thần kinh, tim mạch đã được triển khai. Đảm bảo trả kết quả nhanh chóng, chính xác, kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Từ lâu chúng ta biết đến Bệnh viện Việt Đức là bệnh viện ngoại khoa với các ca chấn thương nặng như thần kinh, xương, cột sống với nhiều phương pháp phẫu thuật mới như mổ cột sống bằng robot, phẫu thuật thần kinh bằng hệ thống máy định vị, ứng dụng kỹ thuật huỳnh quang trong mổ mạch máu não và một số loại u não và phẫu thuật nội soi u não. Tuy nhiên, phẫu thuật tiêu hóa cũng là một thế mạnh của bệnh viện trong nhiều năm qua. Nhiều phẫu thuật mũi nhọn đã được thực hiện, cắt thực quản qua nội soi ngực bụng, qua nội soi khe hoành, phẫu thuật cắt thần kinh X nội soi, cắt dạ dày, đại trực tràng, nạo vét hạch nội soi, cắt gan, cắt khối tá tụy, nạo vét hạch trong điều trị ung thư đường tiêu hóa. Là một trong những đơn vị đầu tiên phẫu thuật tim hở, khoa phẫu thuật tim mạch và lồng ngực bao gồm nội tim mạch, can thiệp tim mạch, hồi sức bệnh nhân nặng sau phẫu thuật và phẫu thuật tim mạch lồng ngực với đầy đủ trang thiết bị hiện đại để triển khai các kỹ thuật cao ngang tầm các nước khu vực và thế giới. Nhiều ca ghép tim đã được thực hiện và thành công tại khoa. Để có những ca mổ thành công, bên cạnh những bác sĩ phẫu thuật tài hoa, chúng ta không thể không nhắc đến những bác sĩ làm công tác gây mê hồi sức. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đứng đầu trong cả nước về lĩnh vực gây mê hồi sức, sánh ngang với các nước khu vực. Với hệ thống 52 phòng mổ hiện đại, bên cạnh các ca mổ hở, hiện nay bệnh viện tập trung vào phẫu thuật nội soi. Nhiều kỹ thuật mổ nội soi đã được thực hiện thường quy tại bệnh viện và được ứng dụng rộng rãi với hiệu quả cao. Nhiều kỹ thuật đạt trình độ ngang tầm thế giới. Nhiều các bác sĩ trẻ của bệnh viện đã thực hiện được kỹ thuật này, mở ra một hướng mới trong phẫu thuật vì phương pháp mổ nội soi sẽ giảm thời gian nằm viện, tránh được những biến chứng sau phẫu thuật cho người bệnh. Với hệ thống phòng mổ hiện đại này, bệnh viện đã thực hiện được nhiều ca ghép tạng cùng một lúc từ người cho chết não. Đặc biệt, hệ thống phòng mổ Order 1 là hệ thống phòng mổ tích hợp đang được đánh giá là hiện đại nhất trên thế giới hiện nay, với đầy đủ tính năng cho phép thực hiện các phẫu thuật nội soi đa dạng như tiêu hóa,
gan mật, tiết niệu, nam khoa, khớp, tai mũi họng. Phòng mổ đảm bảo giúp cho cuộc mổ được thuận lợi và an toàn nhất bởi hệ thống trang thiết bị nội soi có độ phân giải cao với 6 màn hình Full HD cùng các camera phụ trợ giúp cho việc quan sát vùng mổ, khu mổ rõ ràng. Đồng thời có hệ thống kết nối các máy gây mê hồi sức để theo dõi người bệnh. Hệ thống phòng mổ này còn có thể phục vụ cho công tác đào tạo giảng dạy của các giáo sư, bác sĩ trực tiếp trên ca mổ nhờ hệ thống truyền hình trực tuyến. Phẫu thuật viên trong phòng mổ có thể giảng dạy, trao đổi và trả lời trực tiếp những thắc mắc của các học viên từ bên ngoài phòng mổ. Bên cạnh về chuyên môn, kỹ thuật thì đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh đã được ban lãnh đạo bệnh viện quan tâm. Bệnh viện có tổ chức đội ngũ nhân viên hướng dẫn người bệnh chi tiết về quy trình khám chữa bệnh, cách điều trị bệnh. Với những thành tựu mà Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã đạt được trong 110 năm qua, đã xứng đáng với danh hiệu Bệnh viện hạng đặc biệt ngoại khoa đầu tiên của cả nước. Tuy nhiên, đây cũng là trọng trách mà người dân đặt lên vai các y bác sĩ. Họ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân trong thời kỳ mới. Thưa quý vị, căn bệnh thoái hóa khớp vai là một căn bệnh thường gặp. Bệnh thường xảy ra ở độ tuổi 40, tuy nhiên thì tỷ lệ người bệnh thoái hóa khớp vai đang ngày càng trẻ hóa. Bệnh gây ra sự đau nhức, mỏi ở phần khớp vai và gây ra những cản trở trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày của người bệnh. Đối với người bệnh thoái hóa khớp vai, phục hồi chức năng giúp giảm đau, duy trì, tăng khả năng vận động, ngăn ngừa biến dạng khớp, giúp người bệnh có thể tránh được các tác dụng phụ của thuốc giảm đau kéo dài, đồng thời giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người bệnh. Vậy, các phương pháp phục hồi chức năng có ý nghĩa như thế nào trong quá trình phục hồi của người bệnh thoái hóa khớp vai? Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời đến khách mời Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Liên, quyền trưởng khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Liên, quyền trưởng khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, giảng viên cao cấp, phó trưởng bộ môn phục hồi chức năng trường Đại học Y Hà Nội. Thế mạnh chuyên môn: phục hồi chức năng sau chấn thương cuộc sống, chấn thương sọ não, phục hồi chức năng cho bệnh nhân đột quỵ và vẹo cuộc sống, phục hồi chức năng sau chấn thương chi dưới, chi trên và bàn tay, phục hồi chức năng đường ruột và đường tiểu, phục hồi chức năng trước mổ và sau mổ lồng ngực và ổ bụng, điều trị phục hồi chức năng cho bệnh nhân đau cột sống do thoái hóa, loãng xương, thoát vị đĩa đệm, đặc biệt những bệnh nhân không dùng được thuốc giảm đau. Xây dựng chương trình phục hồi chức năng cho các bệnh nhân thừa cân béo phì và rối loạn chuyển hóa đạt được kết quả tốt. Xin được cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Liên vì đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, để có thể đặt câu hỏi trực tiếp với bác sĩ chuyên gia của chúng tôi, quý vị có thể tương tác comment trực tiếp trên fanpage của bệnh viện cũng như kênh YouTube của bệnh viện đang phát sóng livestream trực tiếp. Và thưa bác sĩ, đó là có rất nhiều người quan niệm rằng bệnh thoái hóa khớp thì thường chỉ xảy ra ở độ tuổi là người già thôi. Tuy nhiên thì căn bệnh này đang ngày càng phổ biến ở độ tuổi trung niên, thậm chí đang còn có xu hướng trẻ hóa. Vậy thì bác sĩ có chia sẻ gì về điều này không ạ? Đúng vậy, căn bệnh thoái hóa khớp thì hiện nay đều có cái xu hướng là trẻ hóa, đặc biệt là thoái hóa khớp vai. Thì chúng ta thấy rằng là những cái căn nguyên này thường là do hoạt động quá mức hoặc là ít hoạt động ở một cái tư thế. Hiện nay ở xã hội hiện đại thì có rất là nhiều các máy móc cũng như là những cái phương tiện hiện đại. Các bạn trẻ thì thường là ít vận động, nằm ở trên giường cầm những cái iPad này, Facebook lướt suốt ngày, nằm không có thể thay đổi tư thế được, và chính vì thế cho nên là ít hoạt động và người bệnh sẽ dẫn đến là thoái hóa khớp vai nhiều hơn. Dạ vâng, qua sự chia sẻ của bác sĩ Liên thì tôi cảm thấy là bản thân mình cũng nên nhìn lại bản thân, bởi vì tôi cũng là một người trẻ và cũng đã từng gặp phải những cái vấn đề khi mà nằm nhiều, ngồi nhiều mà ít hoạt động thì cũng sẽ dẫn đến tình trạng đau mỏi. Và thưa bác sĩ, vậy thì nguyên nhân và dấu hiệu dẫn đến bệnh thoái hóa khớp vai là gì ạ? Như chúng ta đã biết thì khớp vai là một khớp hoạt dịch, bao gồm có sụn khớp, khoang khớp, bao hoạt dịch, bao khớp và các dây chằng xung quanh khớp vai. Chúng ta biết rằng là mọi cái cử động đều cần phải có sự tham gia của khớp vai. Và chính vì thế cho nên là nếu như mà vận động quá mức hay là không vận động, ít vận động cũng có thể gây nên thoái hóa khớp vai. Và những nguyên nhân mà chúng ta thường thấy hay gây nên thoái hóa khớp vai
có bốn cái nhóm nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất đó là do tuổi tác, nguyên nhân thứ hai đó là do dị tật bẩm sinh, nguyên nhân thứ ba đó là do chấn thương quanh cái vùng khớp vai, và nguyên nhân thứ tư mà chúng ta gặp đó là do thói quen sinh hoạt và thói quen lười vận động, ít ăn uống đúng chất hoặc là sử dụng các chất kích thích không đúng mức. Dạ vâng, vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ đó là những ai thì có thể gặp phải nguy cơ là bị thoái hóa khớp vai ạ? Những người mà tuổi cao là cũng có thể hay gặp thoái hóa khớp vai, đấy là nhóm nguyên nhân mà chúng ta thấy thường xuyên gặp thoái hóa khớp vai. Cái thứ hai là những người mà bị chấn thương ở vùng quanh khớp vai, và cái thứ ba đó là những người mà sử dụng quá mức cái khớp vai hoặc là ít vận động cái khớp vai, ví dụ như công nhân mà phải bê mang vác những cái vật nặng, hay là những người mà ngồi ở văn phòng. Văn phòng thì thường chúng ta thấy là cứ cầm điện thoại hay là chỉ ngồi gõ máy vi tính mà ít vận động, ít rời khỏi cái vị trí quá một tiếng là dần dần cũng rất dễ dẫn đến thoái hóa khớp vai. Dạ vâng, có nhiều người thì lầm tưởng rằng thoái hóa khớp vai chỉ là những cơn đau mỏi bình thường thôi và không có sự thăm khám cũng như điều trị kịp thời. Vậy thì trong cái quá trình mà thăm khám cho bệnh nhân thì bác sĩ đã gặp phải một số trường hợp như thế nào? Bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết được không? Những cái triệu chứng mà chúng ta thường hay gặp khi mà thăm khám bệnh nhân thoái hóa khớp vai, đó là nhóm triệu chứng đầu tiên mà chúng ta thường thấy xảy ra, đó là bệnh nhân thường hay kêu là đau ở vùng khớp vai. Thường thì đau âm ỉ hay là đau dữ dội, và đặc biệt là đỡ khi mà nằm nghỉ. Cái triệu chứng thứ hai mà chúng ta thường thấy đó là bệnh nhân cứng khớp vai, bệnh nhân đau cho nên bệnh nhân không dám cử động. Và cái triệu chứng thứ ba mà chúng ta thường gặp đó là bệnh nhân không thể nào mà cử động được với được các đồ vật hoặc là thực hiện được các động tác trong sinh hoạt hàng ngày. Một cái triệu chứng nữa mà chúng ta có thể gặp đó là bệnh nhân có thể tự nghe thấy tiếng lạo xạo lục cục khi mà cử động khớp vai. Và cái triệu chứng thứ năm đó là chúng ta thấy là vì là bệnh nhân ít cử động cho nên là bệnh nhân sẽ, chúng ta sẽ nhìn thấy là có những cái dấu hiệu như là teo cơ hay là gì ạ, co rút, hay là bệnh nhân cảm thấy là giơ tay lên rất là khó cử động và bị yếu tay. Đấy là những cái nhóm triệu chứng mà chúng ta hay gặp. Dạ vâng, bên cạnh các phương pháp điều trị bằng thuốc hoặc là phẫu thuật thì những cái phương pháp mà không dùng thuốc cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong cái quá trình điều trị cho các bệnh nhân thoái hóa khớp vai, đúng không ạ? Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ về các phương pháp điều trị đang được áp dụng tại khoa phục hồi chức năng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được không ạ? Thì chúng ta biết rằng là có rất là nhiều các phương pháp để điều trị thoái hóa khớp vai. Tuy nhiên, những cái phương pháp điều trị mà nếu như bệnh nhân mà đến sớm gặp chúng ta ngay từ đầu thì chúng ta có thể áp dụng những cái biện pháp mà không dùng thuốc như là các phương pháp phục hồi chức năng. Thì các phương pháp điều trị bằng phục hồi chức năng, thứ nhất là chúng ta có thể giúp cho bệnh nhân giảm đau, giảm sưng nề, hay là có thể cải thiện được sức mạnh cơ quanh khớp vai bằng các biện pháp vật lý trị liệu, sử dụng các biện pháp điện trị liệu, ánh sáng trị liệu hay là nhiệt trị liệu, giúp cho bệnh nhân giảm được các triệu chứng đau. Ngoài ra thì cái biện pháp thứ hai mà chúng ta có thể áp dụng trong cái điều trị thoái hóa khớp vai đó là sử dụng các biện pháp vận động trị liệu. Thì chúng ta biết rằng là gì? Vì bệnh nhân đau thì bệnh nhân không dám cử động khớp vai, và chính vì vậy cho nên là khớp vai nó bị cứng. Thì điều đầu tiên mà chúng ta phải làm đó là làm thế nào để bệnh nhân đỡ đau. Tuy nhiên, cũng để cải thiện được cái tầm vận động khớp vai thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng các bài tập vận động cải thiện lại cái tầm vận động khớp vai, cũng như là làm thế nào để di động khớp để cho khớp nó mềm mại ra, và cũng vì vậy cho nên là các cơ quanh khớp vai nó đỡ bị co rút, các dây chằng và gân cơ nó đỡ bị co rút và trả lại cái tầm vận động khớp vai. Tuy nhiên những cái bệnh nhân như vậy thì nếu mà lâu ngày thì sẽ dẫn đến là gì ạ, cái sức mạnh của cơ bị yếu đi, thì lúc đấy thì phải có những cái bài tập để tăng cường cái sức mạnh của cơ. Đấy là những bài tập về vận động trị liệu. Và một biện pháp thứ ba mà chúng ta cần thấy đó là vì bệnh nhân là bị hạn chế vận động, bệnh nhân không thể nào mà mặc được áo, hay là những phụ nữ mà muốn trang điểm ấy, ví dụ chải đầu cũng không chải được, hay là muốn buộc tóc vào cho nó gọn hay là xinh đẹp thì cũng rất là khó khăn. Vì vậy cho nên là gì ạ, phải có những cái biện pháp vận động trị liệu, rồi thì phải có biện pháp hoạt động trị liệu, đó là sử dụng
các hoạt động để điều trị cho bệnh nhân. Thì những cái hoạt động này làm thế nào để bệnh nhân có thể mặc áo được dễ dàng, mặc làm thế nào để bệnh nhân có thể buộc được tóc, hay làm thế nào để bệnh nhân có thể trang điểm được, xinh đẹp khi đi ra ngoài được. Dạ vâng ạ, và xin được nhắc lại với các quý vị khán giả, đó là quý vị có thể đặt câu hỏi với chúng tôi bằng cách comment tương tác trực tiếp trên fanpage cũng như kênh YouTube của bệnh viện. Và thưa bác sĩ, việc tập phục hồi chức năng cho người bệnh thoái hóa khớp vai thì cần phải được tiến hành sớm khi người bệnh có biểu hiện ngay từ đầu, đòi hỏi là phải có một kế hoạch tập luyện cụ thể. Vậy thì thưa bác sĩ, là quá trình phục hồi chức năng và thời gian phục hồi sẽ là bao lâu ạ? Cũng tùy vào từng bệnh nhân, nhưng nói chung là khi bệnh nhân đến gặp với sở chúng tôi thì điều đầu tiên là bác sĩ phải đến, phải thăm khám và lượng giá làm thế nào để đánh giá được là cái tình trạng thoái hóa khớp vai, cái tình trạng của bệnh nhân đang ở mức độ nào và tìm ra được các nguyên nhân mà gây nên thoái hóa khớp vai. Và sau đó thì chúng tôi sẽ lập ra các mục tiêu tùy vào từng cái giai đoạn cụ thể mà khi bệnh nhân đến gặp với chúng tôi. Và sau nữa thì chúng tôi sẽ đưa ra những cái kế hoạch điều trị cụ thể. Và chúng tôi thảo luận với các nhóm thành viên trong nhóm phục hồi, đó là bao gồm có các kỹ thuật viên vận động trị liệu, kỹ thuật viên hoạt động trị liệu, để đề ra các phương pháp cụ thể cho bệnh nhân. Thì tùy vào từng tình trạng mà chúng tôi có thể điều trị cho bệnh nhân. Nếu bệnh nhân đến sớm thì có thể điều trị trong vòng 2 tuần. Tuy nhiên bệnh nhân mà đến muộn quá thì chúng tôi có thể điều trị phải kéo dài hơn, từ 4 đến 6 tuần. Dạ vâng, thưa bác sĩ, chấn thương khớp vai khiến cho sinh hoạt và lao động, khả năng chơi thể thao của người bệnh cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Không những thế mà bệnh này còn có thể dẫn đến đó là thoái hóa khớp vai. Và điều này thì làm cho tâm lý của người bệnh cảm thấy e ngại và không dám vận động mạnh ở cái vùng khớp vai. Vậy thì thưa bác sĩ, điều này nó dẫn đến những cái hậu quả gì nếu như cái tâm lý e ngại đấy vẫn ám ảnh bệnh nhân ạ? Thì khi mà tham gia thăm khám bệnh nhân thì chúng tôi thấy rằng là có rất nhiều bệnh nhân chủ quan, chỉ hơi đau đau nhẹ nhẹ ở vùng khớp vai, tức là tự chữa ở nhà hay là cũng không đi chữa. Vì vậy cho nên là khi mà bị nặng đau quá rồi mới đến gặp chỗ chúng tôi, thì chúng tôi thấy rằng là không phải mỗi đau nữa mà bệnh nhân còn có cái hạn chế vận động, nhưng không cử động, cứ khép cả khớp vai. Và một điều nữa là vì chính vì vậy nên là khi mà bảo bệnh nhân giơ tay lên thì bệnh nhân cái tay cũng yếu rồi, cầm nắm cũng khó khăn. Vì vậy cho nên là những cái triệu chứng đầu tiên mà người bệnh thấy đó là đau thì cần phải có tư vấn trực tiếp, tư vấn ngay ở những cái cơ sở phục hồi chức năng có uy tín để phát hiện ra bệnh, để chẩn đoán được bệnh, và từ đó thì chúng tôi sẽ lập ra các kế hoạch điều trị phù hợp với từng bệnh để cho bệnh nhân tránh khỏi những cái biến chứng, ví dụ như là cứng khớp vai, ví dụ như là teo cơ, cứng khớp, co rút các khớp. Dạ vâng, như bác sĩ có vừa đề cập đến, đó là nếu như bệnh nhân quá là sợ đau, không vận động quá nhiều thì điều này có thể làm cho tình trạng cứng khớp diễn ra nặng và nhanh, đồng thời là gân cơ, dây chằng quanh khớp vai cũng có thể bị co rút ngắn lại, cơ cánh tay bị teo nhỏ hơn bên lành. Điều này sẽ gây ra những hậu quả cụ thể như thế nào nếu như cái tình trạng này kéo dài và không đến thăm khám bác sĩ ạ? Vâng. Thì như các bạn đã biết, thì những cái triệu chứng đau rồi hạn chế vận động thì cái mà đầu tiên mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày đó là bệnh nhân không thể nào giơ tay được lên, ví dụ muốn với một cái đồ vật ở trên cao thì cũng không thể nào mà với được. Ví dụ chúng ta phơi quần áo, chúng ta đưa cái mắc quần áo lên dây thì cũng lúc ấy đau nhói ở vùng khớp vai. Hay là gì ạ, những cái sinh hoạt hàng ngày giống như là chúng ta thường ngày, những cái động tác mà rất là dễ mà chúng ta cảm thấy là nếu mà không đau thì không phải nói, nhưng mà nếu mà đau thì là không thể mặc được áo, rất là khó đưa thỏ cái cánh tay vào, rất là khó. Ngay cả gì ạ, thậm chí là có những bệnh nhân mà gì ạ, buộc tóc đưa đằng sau cũng không buộc được. Còn có những bệnh nhân nam giới thì cứ đến gặp tôi nói đùa, bác sĩ làm sao mà chữa được để cho tôi có thể cho tay ra đằng sau, sau túi đằng quần đằng sau để có thể lấy được ví, chứ không thì thế này không điều chỉnh người khác tiêu hộ. Dạ vâng, đấy rõ ràng là những điều rất là vui trong cuộc sống thôi, nhưng mà nó có thể nhìn ngay trực tiếp vào những cái hậu quả nếu như mà cái căn bệnh này không được điều trị kịp thời, đúng không ạ? Vậy thì thưa bác sĩ, là người bệnh thoái hóa khớp vai sẽ tiến triển đến cái giai đoạn nào hay ở mức độ nào thì sẽ được chỉ định phẫu thuật ạ? Thì các vấn đề mà phẫu thuật cho bệnh nhân thoái hóa khớp vai là những cái trường hợp mà rất là nặng. Khi mà
các biện pháp mà chúng ta sử dụng để điều trị khớp vai mà thất bại, thoái hóa khớp vai mà thất bại thì bắt buộc là chúng tôi thường phải hội chẩn với cả các bác sĩ ngoại khoa để làm thế nào để cho bệnh nhân có thể giảm được cái cơn đau, giảm được cái vấn đề cứng khớp vai, hạn chế tổng vận động khớp vai. Và sau đó, sau khi phẫu thuật thì chúng tôi cũng phải có mặt ngay để giúp cho bệnh nhân cải thiện lại được những cái sức mạnh cơ và nhanh chóng trở về vào cuộc sống hàng ngày. Dạ vâng, như bác sĩ có chia sẻ đó là phục hồi chức năng thì luôn phải có mặt cả trước và sau phẫu thuật đúng không ạ? Cụ thể thì chúng ta sẽ thực hiện cái phục hồi chức năng này như thế nào trước và sau phẫu thuật? Đối với quá trình phục hồi chức năng, đối với một bệnh bất kỳ nào đó hoặc là cụ thể ở đây là thoái hóa khớp vai, thì khi mà bệnh nhân có cái chỉ định phẫu thuật rồi thì cái đội phục hồi chức năng bao giờ cũng phải có mặt để thứ nhất là trao đổi với các bác sĩ lâm sàng, ở đây đặc biệt đấy chính là các bác sĩ phẫu thuật khớp vai, thì chúng tôi sẽ trao đổi để đưa ra một cái kế hoạch, lập cái chương trình thực hiện trước mổ, ví dụ như là có thể tập thở cho bệnh nhân, hướng dẫn tập thở và hướng dẫn cho bệnh nhân, tư vấn về vấn đề tâm lý, làm sao để cho bệnh nhân yên tâm lo lắng. Có những rất nhiều bệnh nhân hỏi chúng tôi là gì ạ, không biết là sau khi mổ thì tôi có phục hồi về bình thường không, tầm vận động có về bình thường không. Và chính vì vậy cho nên chúng tôi sẽ giải thích cho bệnh nhân, đồng thời là chúng tôi cũng đưa ra những cái chương trình tập luyện ngay sau khi phẫu thuật. Thông thường thì chúng tôi sẽ đưa ra những cái các giai đoạn để có thể phục hồi, ví dụ như giai đoạn đầu tiên sau khi tập hồi, giai đoạn sau khi mổ, đó là giai đoạn ngay từ những ngày đầu đến ngày thứ 10 thì chúng tôi có những cái bài tập chương trình để làm thế nào để giúp cho hỗ trợ để giảm đau, giảm sưng nề cái vùng mổ. Sau đó thì chúng tôi đến giai đoạn tiếp theo, chúng tôi cải thiện cái tầm vận động khớp cũng như là tăng cái khả năng hoạt động các chức năng cho bệnh nhân gần về tối đa. Và đến giai đoạn 3, tức là sau khoảng 1 tháng thì bệnh nhân có thể được tập luyện những cái chức năng như là quay trở về đến gia đình, đó là gì ạ? Tập các bài tập mà trong sinh hoạt hàng ngày, tất cả những cái sinh hoạt hàng ngày từ chăm sóc bản thân đến thực hiện các công việc học tập hay là lao động hay ngay cả vui chơi giải trí. Rất nhiều bệnh nhân sau khi mổ xong thì câu đầu tiên người ta hỏi là dạ, sau này tôi có thể chơi được thể thao lại những cái môn mà tôi yêu thích hay không, thì chúng tôi cũng có những cái chương trình để giúp cho bệnh nhân có thể thực hiện được cái gọi là những cái ước mơ, những cái mong muốn. Dạ vâng. Vậy thì còn đối với những cái trường hợp bệnh nhân đặc biệt như là bệnh nhân thừa cân béo phì hoặc kèm theo những bệnh lý nền thì cái quá trình phục hồi chức năng có điều gì đặc biệt không ạ? Ở đây sẽ thực hiện như thế nào? Khi điều trị một bệnh hóa khớp vai cũng đã là phải rất là chú ý rồi. Nhưng tuy nhiên đối với những người mà có bệnh lý nền, đặc biệt là những bệnh nhân mà thừa cân béo phì hay là bị tiểu đường tăng huyết áp thì chúng ta phải hết sức chú ý. Đó là gì ạ? Song song với vấn đề điều trị phục hồi chức năng, cải thiện lại tầm vận động khớp, cải thiện lại vấn đề về đau, thì chúng ta không được quên điều trị các yếu tố của bệnh lý nền như tăng huyết áp, chúng ta hết sức phải chú ý. Tiểu đường, chúng ta vẫn phải chú ý cho bệnh nhân dùng thuốc. Rồi những bệnh nhân mà thừa cân béo phì thì chúng ta cũng rất là phải chú ý đến những cái động tác mà để tránh cho bệnh nhân bị tăng cái vấn đề thoái hóa khớp hay là làm cho bệnh nhân bị đau tăng lên. Ví dụ như là gì ạ? Có những cái động tác, những bệnh nhân mà béo phì ạ, chúng ta không thể tư vấn được cho những bệnh nhân mà đứng quá lâu được. Bắt buộc chúng ta phải tư vấn cho những bệnh nhân mà bệnh nhân béo phì là phải ngồi tập những cái bài tập. Chúng tôi sẽ có những cái chương trình bài tập riêng cho từng loại bệnh nhân đó. Dạ vâng, từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta nói rất nhiều về các bài tập phục hồi chức năng đúng không ạ? Vậy thì chắc chắn là các quý khán giả đang theo dõi chương trình của chúng ta thì đang rất nóng lòng được muốn biết là bác sĩ sẽ chia sẻ những cái bài tập phục hồi chức năng ngay trên sóng livestream ngày hôm nay đấy ạ. Xin mời bác sĩ sẽ cùng chia sẻ. Như chúng ta chú ý trên màn hình thì nhìn thấy thì chúng ta thấy là có 3 cái bài tập chính. Đó là bài tập co lắc. Thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Bệnh nhân
một tay thì để trên ba, giữ rất là chắc chắn, đúng không ạ? Trên mặt phẳng cố định như là ba hay là ghế, và tay kia thì chúng ta bắt đầu là xoay tròn ở một cái tư thế thả lỏng ra, buông thõng tay ra, và sau đó thì bệnh nhân và dần dần thì là di chuyển một cách tự do, tức là làm sao để giống như là cái con lắc đồng hồ, không cần phải có một cái sức cản gì đó, đúng không ạ? Chúng ta để thả lỏng tay, đung đưa tay, đúng không ạ? Đấy là cái động tác đung đưa, làm thế nào để cho cái khớp vai nó thư giãn, nó mềm mại ra. Và chúng ta chú ý là những cái động tác này thì chúng ta có thể thực hiện lặp lại 2-3 lần, và ngày chúng ta có thể tập 2 lần. Bài tập thứ 2, chúng ta nhìn trên màn hình, chúng ta có thể thấy là bài tập này là chúng ta cũng rất là dễ dàng tập được ở nhà, đó là bài tập căng vai. Thì bài tập này chúng ta, những cái chỗ mà chúng ta có thể tìm rất là dễ ở nhà, ví dụ như cái khung cửa chẳng hạn, hay là bức tường, chúng ta để hai tay ở trên khung cửa hay là bức tường cân đối, và chúng ta cố gắng là gì ạ, đưa tay lên cao, và sau đó thì là gì ạ, chúng ta đưa người ra phía trước để mục đích là gì ạ, căng giãn cái khớp vai càng ngày càng nhiều càng tốt, để trả lại cái tầm vận động khớp vai. Và chúng ta cũng chú ý là gì ạ, chúng ta có thể tập lại rất là nhiều lần trong một ngày, và lặp lại từ 3-5 lần, và mỗi cái động tác chúng ta tập mà giữ như thế, đưa tay lên như vậy thì chúng ta giữ khoảng 5-10 giây. Bài tập thứ 3 đó là bài tập để làm chúng ta làm căng cái lưng lên bằng khăn, căng cái cơ lưng lên bằng khăn. Thì đây vì là những cái bệnh nhân mà bị thoái hóa khớp vai ấy, thì chúng ta thấy là dạ, thường là hay cứng ở khớp vai, cho nên là cứ đưa tay đằng sau rất là khó. Vì vậy cho nên là chúng ta có thể áp dụng cái bài này để là cải thiện cái tầm vận động, đặc biệt là cái phần đưa tay đằng sau, thì chúng ta dùng tay lành để tóm vào đầu khăn, và tay đau thì chúng ta bắt đầu tóm vào đầu khăn bên kia và đưa tay dần dần đưa ngang lên, để làm thế nào để cho hai tay có thể cân bằng nhau. Và chúng ta cũng có thể tập là gì ạ, lặp đi lặp lại từ ngày 2 lần, và mỗi lần một cái động tác như vậy thì chúng ta lặp từ 2-5 lần. Dạ vâng, thưa bác sĩ, có một điều mà tôi thường bắt gặp ở khá nhiều người, đó là có những ngày rất là rảnh thì tập nhiều, những ngày nào bận thì không tập, hay là những hôm khỏe thì tập rất là tích cực, nhưng mà những hôm yếu thì lại bỏ luôn. Vậy thì điều này có làm cho bệnh tình khả quan hơn hay không, hay lại làm cho bệnh nặng hơn ạ? Bác sĩ có lời khuyên nào cho những bệnh nhân như thế này không ạ? Thì như chúng ta đã biết thì tập luyện là nguyên tắc, là bao giờ cũng phải tập một cách rất là đều đặn. Đều đặn ở đây tức là gì ạ? Chúng ta giống như chúng ta hình dung như chúng ta ăn cơm ấy. Ăn cơm thì bữa nào một ngày chúng ta cũng phải đều đặn, ngày 3 bữa. Thì đây tập luyện cũng vậy thôi. Tập luyện là kể cả trời nắng, trời mưa chúng ta cũng phải tập. Kể cả lúc chúng ta bận cũng như là không bận chúng ta cũng phải tập. Chúng ta đặt lịch ra. Bao giờ chúng tôi cũng khuyên bệnh nhân là gì ạ? Phải có một cái lịch hàng ngày, thường xuyên, như là thời gian biểu ấy, buổi sáng ngủ dậy tập thể dục, buổi chiều chúng ta có thể tập lịch ra, để dù có bận đến mấy chúng ta cũng đầu tư thời gian và chúng ta tập luyện. Thì chính vì cái sự đều đặn thường xuyên đó thì sẽ giúp cho cái khớp nhanh chóng trở về bình thường. Vâng, xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Liên. Và thưa quý khán giả, để có thể tiếp tục đặt câu hỏi với bác sĩ của chúng tôi thì quý vị hãy comment hoặc tương tác trực tiếp trên fanpage cũng như kênh YouTube của bệnh viện. Và
trong chương trình ngày hôm nay, thưa bác sĩ, chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều những câu hỏi đến từ các quý vị khán giả. Tuy nhiên thì trước khi mà chúng ta đến với phần giải đáp thắc mắc cho quý vị khán giả, thì chúng tôi xin được mời bác sĩ cũng như quý vị khán giả cùng lắng nghe những bức thư rất đặc biệt đến từ một bệnh nhân đã điều trị tại khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bức thư của ngài Knukov, đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Kính gửi trưởng khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bà Nguyễn Thị Kim Liên. Bà Nguyễn Thị Kim Liên kính mến, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến bà, đến kỹ thuật viên trưởng của khoa, ông Nguyễn Văn Duẩn và toàn thể cán bộ nhân viên khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trải qua khóa điều trị tại khoa phục hồi chức năng trong suốt tháng 10 năm 2020 sau khi bị chấn thương, tôi đã nhìn thấy rõ trình độ chuyên nghiệp cao của các bác sĩ và cán bộ nhân viên điều dưỡng của bệnh viện và khoa phục hồi chức năng do bà lãnh đạo về tổng thể. Những liệu pháp được chỉ định đã loại bỏ phù nề và cảm giác đau ở chân, và bầu không khí đầy thân thiện bao trùm khoa phục hồi chức năng rõ ràng đã đẩy nhanh quá trình làm lành vết thương. Điều rất vui mừng là có những con người có chuyên môn, giỏi việc và đầy lòng quan tâm đang làm việc chính ở những nơi cần đến họ hơn hết. Điều đặc biệt là tập thể các bạn không chỉ luôn luôn hoàn thiện trình độ chuyên môn của mình, mà còn dành thời gian để truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm vô giá cho những chuyên gia trẻ tuổi. Tôi hy vọng rằng khoa phục hồi chức năng của các bạn trong thời gian sắp tới sẽ thiết lập quan hệ, tiếp xúc hữu nghị với các đơn vị của các cơ sở y tế chuyên ngành của Liên bang Nga nhằm bảo vệ sức khỏe của các công dân hai nước chúng ta. Về phần mình, tôi xin bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy phát triển sự hợp tác này. Tôi xin chúc bà và toàn thể các chuyên gia khoa phục hồi chức năng của một trong những bệnh viện tốt nhất, nếu không nói là bệnh viện tốt nhất của Việt Nam, thành đạt và thịnh vượng. Một lần nữa, tôi xin gửi lời chào kính trọng và biết ơn sâu sắc. Vâng, thưa quý vị khán giả, thưa bác sĩ, đó là một trong số rất nhiều các lá thư của các bệnh nhân đã gửi về cho khoa phục hồi chức năng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đúng không ạ? Và thưa bác sĩ, là sau khi mà nghe bức thư đó thì bác sĩ đang có cảm xúc như thế nào ạ? Thực ra thì đây là một trong những cái bức thư mà tôi nhận được từ rất nhiều bệnh nhân. Nhưng mà đây là một bức thư mà tôi thấy là rất là ấn tượng. Thực sự là vậy, vì như chúng ta biết là đây là bệnh nhân người nước ngoài, lại làm công tác ngoại giao, vì vậy cho nên là rất là bận. Thực sự là quả thật là công việc hết sức là bận. Thì khi mà chúng tôi thăm khám bệnh nhân, thì bệnh nhân này là bệnh nhân sau khi bị gãy xương và được bỏ bột, được bó bột tại Bệnh viện Việt Đức. Và được bỏ bột ra thì đã được các bác sĩ ở khoa xương của Bệnh viện Việt Đức giới thiệu để phục hồi chức năng ngay. Thì chúng tôi có mặt để lượng giá và thăm khám bệnh nhân, thì chúng tôi thấy rằng là bệnh nhân này là cần phải có một cái chương trình luyện tập trong vòng 4 tuần đến 6 tuần. Và vì vậy cho nên là tôi đã đưa ra một cái kế hoạch điều trị cho bệnh nhân. Và sau khi nghe giải thích, bệnh nhân cũng có tâm sự rất là thật là công việc của tôi thì hết sức là bận rộn, cho nên bác sĩ làm thế nào để có thể rút ngắn được cái thời gian điều trị không? Thế thì tôi cũng nói, tôi giải thích cho bệnh nhân, thì bệnh nhân cũng chấp nhận với vấn đề phải điều trị đủ cái lượng thời gian, đó là 4 tuần. Bởi vì khi mà tôi đưa ra cái kế hoạch điều trị thì bao giờ nó cũng không phải qua các giai đoạn. Thì những cái giai đoạn đầu tiên làm cho cái xương nề giảm xương nề, hay là cải thiện lại tầm vận động khớp, hay là tăng cải thiện sức mạnh cơ, bắt buộc nó phải có lộ trình điều trị. Và bệnh nhân vì cái nhận thức của bệnh nhân rất là tốt về vấn đề phải cần phải phục hồi chức năng, cho nên bệnh nhân tuân thủ tuyệt đối. Và tôi phải nói thật là đây là một trong những cái bệnh nhân rất là tuân thủ cái chương trình điều trị của chúng tôi. Đồng thời là các kỹ thuật viên, các chuyên gia ở tại khoa chúng tôi thì cũng có sức rất là tốt trong vấn đề là tham gia vào các biện pháp phục hồi chức năng. Và chính vì vậy là cứ từng giai đoạn một bệnh nhân cứ thấy tiến bộ dần. Thì khi bệnh nhân vào với chúng tôi là gì ạ? Phải đẩy bằng xe lăn, phải có người nhà đẩy xe lăn. Đến lúc mà bệnh nhân ra viện, bệnh nhân đứng lên được, đi lại được, cả khoa chúng tôi rất là vui và rất là mừng
vì đã giúp được một cái trường hợp bệnh nhân mặc dù công việc bận rộn nhưng đã tuân thủ điều trị, vì vậy đạt được kết quả rất là tốt. Và nhân đây tôi cũng thật sự chân thành cảm ơn ngài đã chính là bệnh nhân của khoa chúng tôi đã có một ý thức hiểu biết về phục hồi chức năng như là tuân thủ chế độ điều trị, nên là ngài đã sớm trở về với cả cái công việc sinh hoạt hàng ngày bận rộn, và hiện nay là ngài đã công tác rất là bình thường, tham gia các công việc, làm việc bộn bề nhưng mà vẫn không bị đau khi di chuyển. Và cũng qua cái bức thư này thì tôi cũng thật sự là chân thành gửi đến ngài lời cảm ơn, bởi vì đây là một trong những cái bức thư mà đã giúp cho chúng tôi có thêm những cái động lực để cố gắng làm sao để trau dồi chuyên môn, để cùng nhau hợp tác và cùng phát triển cái chuyên ngành phục hồi chức năng. Và cũng qua đây thì cũng rất là mong muốn có sự hợp tác với cả nước Liên bang Nga, với Bệnh viện Việt Đức, với khoa phục hồi chức năng của chúng tôi, để làm thế nào để chúng tôi có những cái chương trình cải thiện, nâng cao những cái kiến thức về chuyên môn để giúp cho bệnh nhân ngày càng có hiệu quả điều trị tốt hơn. Vâng, thưa bác sĩ và quý khán giả, trên màn hình của chúng ta ngay lúc này là những bức thư của người nhà bệnh nhân cũng như là bệnh nhân gửi đến cho khoa phục hồi chức năng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Có thể thấy là sự giúp đỡ của các bác sĩ thì đã giúp cho những người bệnh của chúng ta thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ và có một cái cuộc sống sinh hoạt thường ngày tốt hơn. Và có thể thấy là tình cảm chân thành mà người bệnh gửi đến cho các bác sĩ của chúng ta thì là một nguồn động lực to lớn để các bác sĩ tiếp tục cống hiến cũng như giúp đỡ nhiều người bệnh hơn trong tương lai. Thay mặt cho những người làm chương trình, qua đây thì cũng xin được gửi lời cảm ơn tới bác sĩ Nguyễn Thị Kim Liên cũng như là các bác sĩ đến từ khoa phục hồi chức năng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Và ngay bây giờ thưa quý khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với phần giải đáp thắc mắc tất cả các câu hỏi mà chúng tôi đã nhận được từ đầu chương trình đến giờ. Và thưa bác sĩ, câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi nhận được của khán giả có tên ở địa chỉ fanpage mà chúng tôi nhận được trên fanpage ạ. Chào bác sĩ, tôi thường xuyên bị đau nhức vai hai bên, bên trái đau hơn bên phải, lúc vận động nhiều, đặc biệt lúc với lấy một vật gì đó trên cao hoặc khi thời tiết thay đổi, điều trị thuốc nam nhưng không cải thiện. Tôi có mắc chứng bệnh thoái hóa khớp vai không? Hay liệu tôi có bị vấn đề gì về cột sống gây đau vai hay không thưa bác sĩ? Qua các triệu chứng mà bạn vừa kể trên thì tôi thấy là bạn có thể là bị các bệnh lý liên quan đến khớp vai. Vì bạn cũng đã có thời gian tự điều trị ở nhà và điều trị một số các biện pháp khác mà không đỡ thì lúc này bắt buộc là bạn phải đến những cái cơ sở điều trị có uy tín để bạn tìm ra được cái nguyên nhân, cái chẩn đoán xác định của bạn để điều trị, đưa ra những cái phương pháp điều trị hợp lý và đúng để làm thế nào để cho bạn sớm có thể giải quyết được các vấn đề bệnh lý của khớp vai mà bạn đang gặp. Có thể thấy là trường hợp của bạn Ánh Dương trên đây cũng là một trường hợp mà rất nhiều người gặp phải. Đấy là thường là tự điều trị ở nhà và nghĩ rằng đó chỉ là những cái cơn đau đơn giản thôi, đúng không ạ? Rất là quan trọng khi mà các bạn nên đến gặp bác sĩ và các cơ quan chuyên môn để có thể là thăm khám, đúng không ạ? Câu hỏi tiếp theo đến từ khán giả Nguyễn Đỗ Phương Ly. Bạn Phương Ly bị gãy xương bả vai, đau, sưng nề và bầm tím nặng ở vùng bả vai nhưng không có chỉ định phẫu thuật mà chỉ bó bột. Tôi rất lo lắng. Bác sĩ khuyên tôi sau tháo bột tập phục hồi chức năng thường xuyên nhưng công việc bận rộn, tôi không đi tập được. Điều này có ảnh hưởng gì nhiều không ạ? Xin bác sĩ cho lời khuyên. Cái vấn đề mà bạn bị chấn thương khớp vai mà bạn phải bó bột thì sau khi mà bỏ bột ra thì bắt buộc là bạn phải đi đến những cái cơ sở mà có thể chụp phim để xem là cái sự hình xương đã có chưa. Sau đó thì phải được tư vấn bởi các chuyên khoa phục hồi chức năng, bởi vì bạn hình dung rằng là nếu như mà mình được bó bột và khi bỏ bột ra thì cái khớp vai nó không được cử động như bình thường, nó có thể cứng khớp, tay nó có thể bị yếu do lâu ngày không cử động. Và chính vì thế cho nên khi các bạn được thăm khám đúng
và đưa ra những cái kế hoạch điều trị đúng thì bạn sẽ nghĩ là bạn sẽ sớm có thể quay trở về với cả các sinh hoạt hàng ngày. Và vì bạn công việc bận rộn đến mấy thì những cái thời gian đầu có lẽ là bạn phải đến những cái cơ sở điều trị phục hồi chức năng có uy tín để bạn được hưởng những cái bài tập mà đúng để sau này bạn sớm có thể không bị đau nữa hoặc là bạn có thể làm việc được. Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo đến từ quý khán giả ở nick Facebook là Nhà Quê. Có hỏi như sau: tôi năm nay 34 tuổi, không thể vận động vai, mỗi lần mỏi vai gáy, tôi lấy tay ấn nhẹ cũng gây đau, về đêm rất là đau nhức, khó ngủ. Tôi đọc báo thấy triệu chứng của tôi có thể là viêm khớp vai, không biết tôi cần làm gì bây giờ ạ? Xin mời bác sĩ tư vấn. Những cái triệu chứng mà bạn vừa kể trên thì đấy là cái biểu hiện có thể là bạn bị đau ở vai, và cũng có thể là cái bệnh lý liên quan đến cả phần cổ. Thì với những cái triệu chứng mà bạn bị như vậy thì bạn nên đến những cái cơ sở để thăm khám để mà phát hiện ra, để mà điều trị, để chẩn đoán được đúng, để mà điều trị được cho nó đúng cách. Vậy nên bạn nên sớm đến những cái cơ sở điều trị có uy tín để bạn được thăm khám đúng cách. Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo đến từ vị khán giả có tên là Nguyễn Hiền Hiếu. Tôi bị viêm khớp vai từ nhiều năm nay nhưng không phẫu thuật. Bác sĩ cho điều trị nội, dùng thuốc kháng sinh viêm aspirin để giảm đau. Đi khám lại, bác sĩ bảo viêm khớp dạng thấp nên kê thêm thuốc điều trị, còn yêu cầu thêm tiêm corticoid. Tôi rất lo lắng vì điều trị bao năm không thấy đỡ, không biết có phương pháp nào khác không. Mong bác sĩ tư vấn giúp ạ. Theo tôi thì bạn có bệnh lý về khớp vai và bạn cũng điều trị rất là lâu rồi mà chưa có kết quả. Vì vậy cho nên là bạn phải nên đến những cái cơ sở điều trị có uy tín để bạn được chẩn đoán xác định, không điều trị mò mẫm. Và nếu mà mình dùng những cái thuốc mà không đúng thì lại còn có những cái tác dụng phụ mà không mong muốn. Chính vì thế nên bạn cần phải được chẩn đoán xác định ở những cái cơ sở điều trị để mà từ đó có kế hoạch điều trị cho bạn một cách đúng nhất. Dạ vâng, một câu hỏi tiếp theo mà chúng tôi nhận được từ quý khán giả ở nick Facebook là Hương Mũi có hỏi như sau: thoái hóa khớp vai chỉ gặp ở những người thường xuyên vận động mạnh cơ vai hay không, hay còn xảy ra ở cả những người ít vận động giữ lâu một tư thế ạ? Những bệnh nhân, những người mà vận động mạnh thì chúng ta cũng có thể gặp gây nên thoái hóa khớp vai, hoặc ngay cả những người mà ít vận động, đấy là những cái thói quen sinh hoạt mà chúng ta thấy là rất thường xuyên xảy ra ở các bạn trẻ, thường hay lướt Facebook hay Zalo, và vì thế cho nên là rất là sớm xảy ra thoái hóa khớp vai. Vì vậy cho nên là chúng ta cần phải có những cái chế độ sinh hoạt thật là điều độ, cũng chú ý là sử dụng các thiết bị điện tử, những cái thiết bị điện thoại thông minh đúng cách, hợp lý, thì cái điều đấy sẽ giúp cho bạn tránh bị thoái hóa khớp vai sớm. Thực ra thì thoái hóa khớp vai thì do thông thường là do các nguyên nhân về tuổi tác, tuổi cao, hoặc là do chấn thương, hay là do các vấn đề liên quan đến hoạt động sai tư thế. Thì nếu như những cái thoái hóa khớp vai mà chúng ta chú ý đến điều chỉnh lại cái thói quen sinh hoạt hàng ngày, chúng ta thực hiện được những cái bài tập tư vấn đúng thì chúng ta ít bị xảy ra thoái hóa khớp vai. Và chúng ta những cái bài tập này thì sẽ giúp cho là thoái hóa khớp vai được giảm đi, cái tình trạng mà thoái hóa khớp vai sẽ được chậm đi và không bị nặng lên. Vì vậy cho nên là khi mà bị thoái hóa khớp vai thì chúng ta phải có những cái triệu chứng đầu tiên đau, mới đau đau nhẹ nhẹ thôi, thì chúng ta nên được tư vấn đúng các chuyên khoa để điều trị một cách hợp lý, đưa ra biện pháp điều trị bài bản để làm sao
có thể chậm quá trình thoái hóa khớp lại. Dạ vâng, chúng ta hoàn toàn có thể làm chậm quá trình này, hoàn toàn có thể có một cuộc sống bình thường, thậm chí là còn có thể chơi thể thao trở lại như là bác sĩ đã chia sẻ đúng không ạ? Vâng, một câu hỏi tiếp theo đến từ vị khán giả có nick Facebook là Huyền Choco, có hỏi là ông nội cháu năm nay 59 tuổi, điều trị thoái hóa khớp vai và tập phục hồi chức năng đến nay đã khỏi khoảng 80%, không còn đau nhức nữa, bây giờ một ngày có thể tập phục hồi chức năng bao lâu là hợp lý ạ? Rất là vui khi nghe thấy bạn nói là bệnh nhân đã, ông của bạn đã phục hồi được 80% và đỡ đau, hết đau. Tuy nhiên là gì ạ? Vẫn còn 20% nữa thì ông của bạn phải đạt được đến cái đích đó, thì chúng ta không thể dừng được tập luyện. Thì cái việc tập luyện là phải thường xuyên, và những cái bài tập mà tôi đã hướng dẫn thì bạn có thể tham khảo, hoặc là gì ạ, chúng ta có thể đến tư vấn ở những cái cơ sở phục hồi chức năng có uy tín để đưa ra những cái lộ trình, cái giai đoạn mà phù hợp với tình trạng của ông của bạn. Dạ vâng, hy vọng là qua chia sẻ của bác sĩ thì bạn Huyền Choco ở nhà cũng sẽ có thể động viên ông của mình tập luyện thường xuyên để có thể duy trì hiệu quả của phục hồi chức năng đúng không ạ? Vâng, câu hỏi tiếp theo, thưa bác sĩ, mẹ em năm nay 45 tuổi, đi khám bị thoái hóa khớp vai, bác sĩ có cho uống thuốc chứa corticoid, mỗi lần đau mẹ em lại uống, nhưng gần đây em thấy mặt mẹ em bị phù lên, tình trạng bệnh không cải thiện được, mẹ em không muốn phẫu thuật. Có cách nào điều trị giúp cải thiện tình trạng đau nhức của mẹ em không ạ? Cái hiện tượng mà sử dụng corticoid bừa bãi là hiện nay vẫn còn xảy ra ở Việt Nam chúng ta. Thì khi mà các triệu chứng mà bạn vừa nêu lên thì tôi thấy rằng là mẹ của bạn có thể bị những cái tác dụng phụ do corticoid gây nên. Chính vì thế cho nên là bạn cần phải đưa bạn mẹ bạn đến ngay cái những cái cơ sở điều trị có uy tín để chẩn đoán, để đưa ra những cái biện pháp dùng thuốc đúng để tránh cho chúng ta có những cái bị tác dụng phụ của thuốc gây nên, hoặc là chúng ta lạm dụng các thuốc dùng không đúng cách. Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo đến từ khán giả Nguyễn Hân. Sau khi phẫu thuật khớp vai, tôi thấy khớp vai vận động tốt, tuy rằng còn hơi đau khi vận động hết mức. Vậy tôi có nên tập vật lý trị liệu sau phẫu thuật khớp vai hay không, thưa bác sĩ? Thông thường, như chúng tôi đã chia sẻ, thì sau khi phẫu thuật khớp vai, bao giờ cũng có các giai đoạn để phù hợp với tình trạng của người bệnh. Nếu như bệnh nhân ở trong giai đoạn đầu, thì chúng tôi sẽ đưa ra các biện pháp điều trị phục hồi chức năng để giảm đau, giảm sưng nề. Những giai đoạn sau, cải thiện sức mạnh của cơ, cải thiện tầm vận động khớp tối đa cho bệnh nhân, và cuối cùng đó là gì ạ? Làm thế nào để cho bệnh nhân nhanh chóng trở về với sinh hoạt hàng ngày. Trường hợp người nhà của bạn cũng vậy, thì sau khi mà bị chấn thương khớp vai được phẫu thuật thì cũng cần phải được tư vấn phục hồi chức năng sớm để làm thế nào để bạn có thể nhanh chóng trở về với cuộc sống đời thường, công tác và làm việc tốt. Dạ vâng, thưa bác sĩ, là trong thực tế thì có rất nhiều bệnh nhân đó là tự tập phục hồi chức năng ở nhà mà không có sự hướng dẫn của bác sĩ cũng như các kỹ thuật viên. Và điều này thưa bác sĩ là có tốt hay không ạ? Tất cả những cái chương trình phục hồi chức năng là bao giờ chúng tôi cũng phải tư vấn thiết lập lên dựa trên cái vấn đề thăm khám rất là kỹ, lượng giá các chức năng mà bệnh nhân có thể bị gặp phải, và sau đó thì chúng tôi thiết lập lên các chương trình thật là phù hợp với từng cá thể của bệnh nhân. Như vậy, nếu như bạn tập phục hồi chức năng tại nhà mà không có sự hướng dẫn, sự tư vấn đúng thì có thể dẫn đến những cái hiệu quả tập của bạn không đạt được đến tối đa, hoặc là có thể gây nên các những cái tai biến, những cái biến chứng mà có thể gặp phải. Vì vậy, vì dù bạn bận đến đâu thì cũng xin mời trong giai đoạn thời gian đầu mời bạn đến các cơ sở phục hồi chức năng có uy tín để được tập luyện, được bác sĩ thăm khám và đưa ra những cái chế độ tập luyện thật là đúng, để sau này khi quay trở về nhà
bạn có thể áp dụng những cái bài tập đó và thường xuyên là qua chỗ chúng tôi để kiểm tra. Rõ ràng là chúng ta nên tập phục hồi chức năng với sự hướng dẫn của bác sĩ cũng như các kỹ thuật viên để có thể có những cái chương trình tập luyện phù hợp nhất với tình trạng của bản thân, đúng không ạ? Vâng, một câu hỏi tiếp theo mà chúng tôi nhận được của khán giả Trang Hạ có hỏi đó là khi bệnh nhân bị thoái hóa khớp vai có áp dụng đồng thời tập nhiều bài tập phục hồi chức năng cùng một lúc không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Khi mà bị thoái hóa khớp vai thì thoái hóa của tất cả các vấn đề xung quanh khớp vai, ví dụ như là gân, cơ, dây chằng, rồi là các sụn khớp cũng bị bào mòn. Thế nếu như mà chúng ta tập mà không đúng cách ấy, thì có khi lại có thể gây nên là bệnh nhân lại còn đau thêm, hay là bệnh nhân đau rồi bệnh nhân không dám cử động nữa. Và chính vì vậy nên là bệnh nhân lại càng bị hạn chế vận động, rồi là càng yếu cơ. Vì vậy cho nên là dù gì đi chăng nữa, bạn phải có một cái thời gian để bạn đến những cái ngay những ngày đầu khi bạn mới hơi đau thôi, hoặc là bạn phải đến ngay những cái cơ sở phục hồi chức năng hay những cơ sở có uy tín để thăm khám và để được bác sĩ đưa ra những cái chế độ bài tập đúng, và từ đó thì bạn sẽ cải thiện. Và sau những cái thời gian mà các bác sĩ hẹn quay khám lại thì bạn cũng nên nhớ cái thời gian đấy để bạn khám lại để cho có cái hiệu quả trong điều trị. Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo mà chúng tôi vừa nhận được của một quý khán giả có gửi đến chương trình đó là em đã mổ thoái hóa khớp vai được nửa năm nhưng gần đây em lại thấy đau nhức. Bác sĩ tư vấn em cần theo dõi như thế nào hay cần tập phục hồi lại không vì em đã ngừng tập phục hồi chức năng rồi ạ? Thực ra thì sau khi như chúng tôi đã chia sẻ thì sau khi mổ thì bao giờ những cái bệnh nhân ở chỗ chúng tôi là phải có một cái thăm khám lượng giá rất là bài bản để đưa ra những cái quy trình tập. Thế còn bạn thì sau mổ xong bạn về nhà bạn không tập luyện nữa thì chính vì thế nên bạn cần phải đến ngay để chúng tôi thăm khám nguyên nhân lý do làm sao mà lại bạn lại bị đau. Đau này là do bạn tập không đúng hay là bạn không tập mà có thể gây nên bị đau ở khớp vai, đau lại ở khớp vai. Và sau khi chúng tôi đánh giá lượng giá có thể phải làm các biện pháp chẩn đoán, thăm khám rồi chẩn đoán bằng hình ảnh để tìm ra được cái nguyên nhân của bạn đau rồi mới đưa ra được cái chế độ tập luyện cho bạn. Như vậy bạn sớm đến những chỗ mà cơ sở điều trị hồi chức năng để mà bạn có thể được thăm khám. Dạ vâng, chắc chắn là trong quá trình thăm khám điều trị cho bệnh nhân thì bác sĩ cũng có rất là nhiều các kỷ niệm với cái quá trình phục hồi chức năng với các bệnh nhân của mình, đúng không ạ? Vậy nhân đây bác sĩ có thể chia sẻ một số kỷ niệm với các bệnh nhân quá trình phục hồi chức năng cho quý vị khán giả được cùng biết không? Thì trong quá trình điều trị thì phải nói là thực sự là có rất là nhiều các ca bệnh. Thì tôi cũng có thể kể một số các trường hợp. Một trường hợp mà tôi cũng rất là ấn tượng đó là đây là một bệnh nhân là vận động viên chơi môn thể thao và tennis, 45 tuổi. Thì khi mà bệnh nhân bị đau ở cái vùng khớp vai sau khi chơi thể thao thì bệnh nhân cứ nghĩ là đau này nó là do hôm đấy là không vận động kỹ, không cử động kỹ. Và bệnh nhân tự điều trị uống thuốc, những ra mua thuốc ở cái hiệu thuốc thông thường. Uống về thì cũng đỡ đau đấy, nhưng mà hết thuốc lại bị đau. Thế thì dần dần nó cứ đau nặng lên, buổi tối là không ngủ được. Lúc khi bị như thế thì bệnh nhân rất là khó chịu và qua chỗ chúng tôi khám. Và khi thăm khám thì thấy rằng là bệnh nhân đã để cái tình trạng khá là nặng rồi. Tức là tổn thương hết cả cái vùng gân cơ dây chằng rồi, khớp thì đã cứng rồi, hạn chế tầm vận động rất là nhiều. Thế thì và sưng nề rồi là các dịch khớp cũng đầy đủ cả. Tức là các triệu chứng của cái thoái hóa khớp vai rất là điển hình. Vì vậy cho nên là chúng tôi cũng
phải đưa ra những cái chế độ tập luyện rất là sát sao cho bệnh nhân này. Cái quy trình tập luyện đưa ra thì bệnh nhân đầu tiên thì bệnh nhân cũng bảo là không, em bận lắm, không thể nào mà đến thì điều trị được đâu. Để cho em một cái bài tập về nhà để em tự tập. Rồi em bác sĩ kê đơn, em bận không thể nào mà đi tập được thì tôi cũng phải giải thích. Uống thuốc thì sẽ đỡ được đau. Tuy nhiên là những cái chức năng của bạn để lâu rồi bị ảnh hưởng. Chính vì thế nên bắt buộc là bạn phải đến để điều trị tại chỗ chúng tôi trong thời gian đầu. Sau khi chúng tôi đánh giá, lượng giá thời gian điều trị của bạn là khoảng 4 đến 6 tuần, bạn phải tuân thủ thật là hợp tác với chúng tôi. Và bệnh nhân cũng dần dần thì bệnh nhân cũng hiểu ra. Và chính vì thế nên là bệnh nhân đã tuân thủ rất là tốt. Và kết quả là bệnh nhân hiện nay là đã khoe với cả chúng tôi là gì ạ? Có thể chơi lại được tennis sau thời gian điều trị. Dạ vâng, rõ ràng là những bệnh nhân mà chơi thể thao, đặc biệt là những người mà chơi thể thao nghiệp dư thôi, thì rất dễ gặp phải những cái chấn thương và gây ra ảnh hưởng đến khớp vai, đúng không ạ? Vậy thì bác sĩ có lời khuyên nào dành cho những người mà chơi thể thao trong cái quá trình mà phục hồi chức năng để có thể trở lại với cái môn thể thao yêu thích của mình? Thì sau khi bị chấn thương thì ai cũng lo lắng. Vì bị chấn thương khớp vai thì luôn luôn là cứ có một cái câu hỏi là, thứ nhất là liệu là sau này có hồi phục không? Sau này tay em có thể giơ lên được bình thường hay không? Nhưng mà cái mà một câu hỏi mà tôi thấy thường xuyên mà hay gặp phải những cái lứa tuổi mà trung niên ấy, mà rất yêu môn thể thao ấy, là gì ạ? Sau này là liệu em có thể chơi được đánh golf lại hay không? Hay là đánh tennis lại hay không? Thì tôi cũng phải khuyên các bạn ấy là gì ạ? Khi đã bị chấn thương khớp vai thì nếu như mà các bạn uống thuốc thì sẽ đỡ đau. Giai đoạn đầu tiên mà các bạn bị thì có thể giảm được các triệu chứng đau. Nhưng nếu như các bạn mà không được tư vấn những cái chương trình tập luyện phục hồi chức năng đúng cách ấy, thì bạn chỉ có thể sinh hoạt thực hiện các động tác bình thường thôi. Còn những cái động tác mà cần phải thực hiện các bài chơi thể thao thì phải cái cơ nó phải khỏe, nó phải đủ khỏe để cầm được cái vợt để đánh được một quả bóng tennis, thì lúc đấy là chúng tôi phải có những cái chương trình tập luyện đặc biệt để cho các bạn đó chơi lại được thể thao và rất là nghiêm ngặt, gọi là tư vấn các bạn ấy phải quay lại chỗ chúng tôi khám lại, rồi là có những cái điều chỉnh những cái bài tập cho sao cho sớm có thể chơi được lại các môn thể thao. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý khán giả, chúng ta đã được lắng nghe những tư vấn rất là hữu ích về bệnh lý thoái hóa khớp cũng như là các phương pháp phục hồi chức năng. Một lần nữa thì xin được gửi lời cảm ơn tới Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Liên vì đã tham gia chương trình ngày hôm nay và đã mang đến những thông tin vô cùng bổ ích đến quý vị khán giả. Xin được cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả và xin được trân trọng cảm ơn nhà tài trợ Ngân hàng Cục. Xin được cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam MSB đã đồng hành cùng chương trình. Và hiện nay thì chúng tôi vẫn đang nhận được rất nhiều những câu hỏi đến từ quý khán giả. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình chỉ có hạn, vậy nên là quý khán giả có thể để lại câu hỏi của mình trên livestream fanpage hoặc là trên kênh YouTube. Và xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong chương trình tư vấn tiếp theo, số phát sóng vào ngày 16 tháng 12.